Kính thưa tất cả các đồng chí, đây là đồng chí Thượng úy Trượng Thanh Tông đến với chúng ta từ Ninh Thuận. Xin chân thành cảm ơn cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 36. Xin cảm ơn các anh chị ạ. Lúc ấy tôi quên mất, chưa hỏi là bạn đã có gia đình chưa? Dạ, báo cáo tổng thể các anh chị là người yêu tôi sinh năm 1997, quê ở cùng quê với tôi đó, là ở Ninh Thuận ạ. Nếu mà đợt này mà quân khu 5 giành được quân khu số 1 thì chắc tôi sẽ về cưới vợ luôn các anh chị ạ. Tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Người yêu đang ở Ninh Thuận chỉ có nhìn thấy mình qua TV mà thôi. Mình sẽ nói gì với cả người yêu của mình nào? Em ơi, anh sẽ cố gắng giành là đội tuyển quân khu số 1 và anh sẽ cưới em ạ. Mời bạn nhìn lên kia. Chạy thật nhanh lên. Xin thưa tất cả các đồng chí ở trên kia là hai người rất là quan trọng đối với cả Thượng úy Trương Thanh Tông của đội tuyển quân khu 5. Chào chào cô ạ. Cô đã bao giờ xem con trai mình huấn luyện hay là thi đấu trước đây chưa ạ cô? Chưa, lần đầu. Đây là lần đầu tiên ạ. Cô thấy con mình thế nào ạ cô? Rất là tự hào, rất là mừng con trai như vậy. Thì hy vọng là cô sẽ ủng hộ tiếp tục Tông ở trên con đường quân ngũ của mình được không ạ? Dạ vâng. Về cái mối tình giữa hai bạn thì cô đồng ý chứ? Đồng ý. Cô có muốn chúc phúc gì cho hai người con của mình không? Chúc chứ. Chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc, được yêu nhau bền vững. Chào cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. Thì cháu xin phép sang bên này với bạn Trâm một chút ạ. Chào em. Em tự giới thiệu về mình được không? Em chào anh Hoàng Anh và em chào tất cả chú bộ đội và tất cả quý khán giả đang xem trường quay. Em tên là Quảng Thị Hồng Trâm. Năm nay em 25 tuổi, hiện em đang là dược sĩ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hôm nay bạn có nghe thấy lời Tông nói không? Dạ, em có nghe. Bạn nghe thấy điều gì? Bạn nói nếu mà bạn vô địch, bạn sẽ cưới vào năm nay. Xin mời món quà bất ngờ của bạn Trâm ạ. Trước khi đến nay em có nhờ chương trình chuẩn bị cho em một món quà để tặng cho anh. Tại vì hai năm chúng mình quen nhau cũng được 2 năm rồi mà mình thì yêu xa, không chưa có lần nào mình đón cùng nhau cái ngày sinh nhật hay là kỷ niệm tình yêu gì cả, cho nên ngày hôm nay em muốn cùng anh đón ngày tình yêu của chúng mình là 745 ngày. Em chỉ muốn nói với anh là anh hãy yên tâm bảo vệ Tổ quốc, còn em sẽ bảo vệ tình yêu này. Khi anh cưới em thì anh sẽ cố gắng làm tốt một người chồng và sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng em. Anh yêu em ạ. Rất là cảm ơn bác, rất là cảm ơn Trâm và đặc biệt là cảm ơn Tông nữa. Mẹ và vợ chưa cưới của bạn sẽ cùng nhau chứng kiến những cái phần thi đấu tiếp theo trong chương trình quân khu số 1 và hy vọng rằng đội tuyển quân khu 5 ngày hôm nay của Tông với sự ủng hộ tinh thần lớn đến như vậy sẽ đem đến một cái kết quả tốt cho đội tuyển quân khu 5. Đồng ý không ạ? Đồng ý! Xin chào các đồng chí. Dạ, đưa cho mấy bạn ạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Ôi, xin phép tặng món quà này cho bạn. Mang, con kìa.